Chào các học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2. Đầu tiên cô sẽ nhắc lại cho mình một số kiến thức đã học. Câu lệnh lập for do là lập với số lần đã biết trước. Cú pháp for biến đếm hai chấm bằng giá trị đầu tu giá trị cuối do câu lệnh chấm phẩy. Thì uh, trong đó for to do là các từ khóa, biến đếm là biến kiểu nguyên, giá trị đầu giá trị cuối là các giá trị nguyên. Giá trị đầu bằng giá trị cuối và số vòng lập thì bằng giá trị cuối trừ giá trị đầu cộng 1. À, phần quan trọng nhất à, chúng ta chú ý đó là làm việc với dãy số. Thì dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự. Mọi phần tử đều có chung một kiểu dữ liệu gọi là kiểu của phần tử. Việc sắp xếp thứ tự được thực hiện bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số. Ở à, cú pháp khai báo biến mảng là va tên biến mảng 2.array chỉ số đầu à, mở ngoặc vuông ha, chỉ số đầu chấm chấm chỉ số cuối đóng ngoặc vuông, off, kiểu dữ liệu chấm phẩy. À, trong đó chúng ta thấy tên biến mảng phải đúng với quy tắc đặt tên, chỉ số đầu, chỉ số cuối là các cái giá trị nguyên, à, chỉ số đầu bé bằng chỉ số cuối, số phần tử của mảng thì bằng chỉ số cuối trừ chỉ số đầu cộng một và kiểu dữ liệu của các phần tử à, ví dụ như real, integer à, 3 làm việc với dãy số thì chúng ta có thể gán giá trị cho các phần tử của mạng A bằng câu lệnh gán trực tiếp A1 hoặc chấm bằng 5 chấm phẩy nghĩa là chúng ta gán giá trị cho phần tử có chỉ số 1 của mạng A là 5 hoặc là nhập dữ liệu từ bàn phím bằng câu lệnh lập for i hay chấm bằng 1 to 5 do line a i à, hoặc là chúng ta nhập cho 5 phần tử của mảng a rồi thì qua phần bài tập bài tập 1 Hãy nêu cú pháp khai báo biến mãn Và bài tập 2 là điền vào dấu ba chấm để hoàn thành nội dung dữ liệu kiểu mãn Thì các em nhấn nút tạm dừng để các em làm bài tập nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ sửa bài 1 nha. Cú pháp khai báo biến mãn va tên biến mảng hai chấm array mở ngoặc vuông chỉ số đầu chấm chấm chỉ số cuối đóng ngoặc vuông hớp kiểu dữ liệu chấm phải. Thì đây chúng ta thấy những cái dấu lớn, dấu bé ở đây. À, nó chỉ có tác dụng là nó gom cái cụm từ của mình lại à, trước khi viết thực tế thì không có nha các em nha. À, điền vào dấu ba chấm để hoàn thành nội dung dữ liệu kiểu mảng. Thì dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự. Mọi phần tử đều có chung một kiểu dữ liệu gọi là kiểu của phần tử. Việc sắp xếp thứ tự được thực hiện bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số. Chúng ta qua bài số 3. Chọn mỗi nội dung ở cột B thích hợp nhất với nội dung ở cột A và điền vào cột A cộng B. À, các em nhấn nút tạm dừng để mình làm bài nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em làm bài 3 nhé. Tên biến mãn phải đúng quy tắc đặt tên 1D. Số phần tử của mảng bằng chỉ số cuối trừ chỉ số đầu cộng 1, 2E. Chỉ số đầu, chỉ số cuối là các giá trị nguyên 3A. Các phần tử của mảng phải có chung một kiểu dữ liệu 4G. Trong khai báo biến mảng, chỉ số đầu phải bé học bằng chỉ số cuối 5B. Thích tóng mất có thể sử dụng để kiểm tra tính chia hết 6H. For y 2 1 to n do y chấm nhập dữ liệu cho n phần tử của mạng A, 7, F. Từ khóa Array cho biết biến được khai báo có kiểu dữ liệu là kiểu mạng 8C min 2 chấm bằng A1 chấm phải. Gán giá trị đã lưu trong phần tử có chỉ số 1 của mạng A vào biến nhớ min 9J. A2 2 chấm bằng 8. Gán giá trị cho phần tử có chỉ số 2 của mạng A bằng 8, 10, Y. Rồi, câu số 4. Đánh dấu ít chúng ta xác định câu lệnh đúng hay sai. Các em nhấn nút tạm dừng để làm bài tập nhé. Rồi, à, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho mình làm bài tập nha. Đầu tiên các em sẽ đọc phần hướng dẫn trước ha. Như vậy thì, à, sau khi mình đọc cái phần hướng dẫn là mình thấy nè, từ câu số 1 đến câu số 6, đó là à, cú pháp khai báo biến mảng là va, tên biến mãn 2.array, mở hoặc vuông chỉ số đầu chấm, chấm, chỉ số cuối, đóng một vuông, of kiểu dữ liệu, chấm phẩy. Thì mình thấy nè, chỉ số đầu, chỉ số cuối, nó phải là các cái giá trị nguyên. À, chỉ số đầu bé hộp bằng chỉ số cuối. Và chỉ số đầu, chỉ số cuối, nó phải là các cái giá trị xác định nha. Câu 1, mình thấy 10,13. Đó, dấu phẩy sai nè, câu 1. Câu 2, 10.5, sai. Câu 3, sai hai chỗ, 3.4 là 4.8. À câu 4 là đúng nha. Câu 5, cái chỉ số đầu nó lớn hơn chỉ số cuối. Còn câu 6, chỉ số cuối lại n không có xác định. Cho nên từ câu 1 đến câu 6 chỉ có một câu đúng đó là câu số 4. Từ câu 7 đến câu 10 thì chúng ta thấy rằng để nhập giá trị cho các phần tử của mạng A, à chúng ta có một cái ví dụ là for i 2.0 1 n do with line A i. Phải. thì đây chúng ta sử dụng dấu ngoặc vuông nhé. Cho nên ở đây chúng ta có câu 7 đúng, còn lại câu 8, 9, 10 đều sai. Để gán giá trị cho phần tử của mảng thì chúng ta ví dụ a3 2 chấm bằng 5. chúng ta sử dụng dấu ngoặc vuông nha và có cặp dấu 2 chấm bằng. Như vậy câu 11 chúng ta thấy à thiếu dấu hai chấm sai. Còn lại câu 12, 13, 14 là đều đúng. Được chưa nào? Rồi, câu số 5. Điền vào dấu 3 chấm để hoàn thành các cái bài toán sau. Ở câu A, câu B, người ta cho những cái câu lệnh khai báo biến mãn. Và người ta hỏi rằng, ở trong đó thì tên biến mãn, chỉ số đầu, chỉ số cuối, kiểu dữ liệu của các phần tử và số lượng phần tử là bằng bao nhiêu? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho mình làm bài 5. Ờ, ở câu A thì tên biến mãn là điểm toán, chỉ số đầu là 2. Chỉ số cuối là 50. Kiểu dữ liệu của các phần tử là real, à, số so hoặc là số thật, ha, hay nói cách khác là số thật. À, số lượng phần tử là bằng 49. Tại vì nó lấy 50 à, trừ 2 cộng 1 bằng 49. Câu B, tên biến mạng là số nguyên, chỉ số đầu là 3, chỉ số cuối là 100. À, kiểu dữ liệu của các phần tử là integer, à, số nguyên, số lượng phần tử là 98. bài số 6. À, em hãy điền vào dấu ba chấm để được chương trình đúng của bài toán sau. Viết chương trình, nhập điểm của các học sinh, in ra màn hình số bạn xếp loại đạt và số bạn xếp loại chưa đạt. Biết rằng điểm lớn bằng 5.0 thì xếp loại đạt và điểm bé hơn 5.0 thì xếp loại chưa đạt. Các em nhấn nút Pause để mình làm nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho mình làm cái bài 6 này. Ở đây thì chúng ta phải khai báo ở uh, bốn biến đó là biến y, biến đếm số lượng học sinh từ 1 đến n này. n số lượng học sinh. Uh, phân loại thì mình có hai cái biến đó là đạt và chưa đạt và một cái mạng A uh, gồm có khoảng 100 học sinh có chỉ số từ 1 đến 100. Rồi bước 1 là mình nhập số lượng học sinh thì mình đó là readline và n. Nhập điểm của các học sinh thì readline là AI. Rồi mình đi kiểm tra tập sinh số 1, tập sinh số N. À, nếu mà điểm của bạn nào lớn bằng 5, à, thì bạn đã xếp lại đẹp. Còn điểm có nghĩa là AI, bé hơn 5, thì lại xếp lại chưa đẹp. Rồi, bài số 7. Bài này chúng ta viết câu lại nha. Khai báo biến mảng uh, lưu chiều cao của các học sinh 50 phần tử. Kiểu dữ liệu của các phần tử là số thực tương tự như vậy câu b khai báo biến mảng lưu số lượng cam trong các thùng cam 100 phần tử và kiểu dữ liệu của các phần tử là số nguyên câu c là nhập dữ liệu cho 50 phần tử của mạng a câu d là nhập dữ liệu cho 100 phần tử của mạng b chúng ta cùng nhấn nút hô cho chúng ta làm nha những cái tên biến chúng ta đặt tự do tùy chọn miễn sao là đúng với quy tắc đặt tên là được nhá Rồi, ở đây cô hướng dẫn ha. Ờ à, ví dụ như cô lấy là va chiều cao 2.array 1.50, 50 phần tử, kiểu dữ liệu là số thực thì off real, Tương tự như vậy câu B, Mà 100 phần tử thì 1.100, kiểu dữ liệu là số nguyên off of integer. À, câu C mình nhập dữ liệu thì biến y của mình sẽ được đi từ 1 đến 50 và nhập vào thì mình sử dụng là c y có ngoặc vuông ha tương tự như vậy với câu d. rồi chúng ta cùng qua bài số 8 và bài số 9 nha. À, Tom và Cherry chơi trò làm toán với các con số. Cherry à, đố Tom tính tổng các số chia hết cho 3 nằm trong các ngăn của chiếc hộp thần kỳ của mình. À, em hãy giúp Tom điền vào dấu ba chấm để được chương trình đúng của bài toán sau nha. À, viết chương trình nhập vào dãy n số và in ra tổng các số chia cho 3 trong dãy đó. À, bài số 9 cũng gần gần giống như vậy rồi các em nhấn nút tạm dừng để các em làm bài nhé rồi thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho mình sửa bài nha à, ở cái bài số 8, đầu tiên chúng ta khai báo ở những cái biến như biến y biến n biến tổng thì biến y à, dùng để đếm từ cái số thứ nhất đến số thứ n ở trong cái dãy tổng là dùng để tính tổng à, chúng ta có một cái mảng a À, gồm có um, tối đa ở đây chúng ta có thể nhập được là 100 cái số uh, nguyên. Rồi, thì đầu tiên khi chúng ta nhập xong uh, N là số lượng số rồi chúng ta nhập vào dãy số thì uh, đối với tổng thì chúng ta gán cái giá trị ban đầu là không. For i hai chấm bằng 1 to N do nghĩa là chúng ta đi từ số đầu tiên cho đến số uh, cuối cùng mà chúng ta nhập. Thì nếu như cái số nguyên đó chia hết cho 3 nó có nghĩa là if ai mod 3 bằng 0 thì tổng 2 chấm bằng tổng cộng với ai chấm phẩy chúng ta đừng quên cái dấu chấm phẩy nha tương tự cái bài số 9 à, chúng ta tính tích của các cái số nguyên dương ở trong dãy và biết rằng trong dãy là mình có ít nhất một số nguyên dương nha mình nhập vào ít nhất một số nguyên dương thì ở đây chúng ta gán cho cái tích dương đầu tiên là nó có giá trị một À, biến y sẽ chạy từ số nguyên thứ nhất đến cái số nguyên mà cuối cùng chúng ta nhập vào thế n như vậy nếu như à, uh, ai lớn không có nghĩa là nếu là cái số nguyên dương á, thì tích dương hai chấm bằng tích dương nhân với ai chấm phẩy chúng ta sử dụng dấu sao uh, thay cho dấu nhân nhé các em quan sát thật kỹ bài nha rồi như vậy là cô vừa mới hướng dẫn cho các em mà các cái kiến thức để chúng ta ôn cuối học kỳ hai à, nhớ xem video nhiều lần để hiểu bài và làm lại các bài tập một đến bài tập chính thật kỹ nhé chúc các em ôn tập và làm bài thật tốt à, chào tạm biệt tất cả các em